Khu căn hộ The August One với quy mô lên đến 4 tòa căn hộ cao cấp bậc nhất khu vực thành phố Thủ Đức. Dự án The August One nằm ngay tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Grand Park, mang lại tiện ích sinh thái nghỉ dưỡng sang trọng và thuận tiện với chuỗi tiện ích đa dạng như công viên ánh sáng 36 ha, bệnh viện Vinmec, hệ thống giáo dục Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Megamall. Thông tin căn hộ The August One Vinhomes Grand Park. Tên dự án The August One thuộc phân khu The Beverly Vinhomes Grand Park, tên cũ The Star, chủ đầu tư Vinhomes, tập đoàn Vingroup. Vị trí: khu đô thị Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất 23.098 m², quy mô bao gồm 4 tòa căn hộ, 1 tòa Diamond, 3 tòa Ruby. Thiết kế kiến trúc mô hình kiểu chữ Z, cao 32 đến 34 tầng và 2 tầng hầm. Loại hình phát triển bao gồm căn hộ và các cửa hàng thương mại dịch vụ. Tiêu chuẩn bàn giao: Vinhomes Diamond và Ruby. Tiện ích: hệ thống tiện ích đa dạng như bể bơi nước mặn, hồ bơi 3 tầng, vườn dưới sương mù, quảng trường ánh sáng, đại lộ ngôi sao Beverly. Pháp lý: hoàn thiện, sở hữu lâu dài, có sổ hồng. Giá bán căn hộ The August One 5.000. Thời gian mở bán: dự kiến trong tháng 4 năm 2024. Vị trí dự án The August One Vinhomes Grand Park. Vị trí khu căn hộ The August One nằm ngay trong khu đô thị Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Vị trí đắc địa của The August One tạo nên một ưu thế lớn, đặc biệt được sự quan tâm và săn đón trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Nằm tại trung tâm của khu đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại đây có khả năng kết nối thuận tiện với các tiện ích xung quanh. Vị trí dự án căn hộ The August One đắc địa như thế nào trong Vinhomes Grand Park? Đối diện là đại công viên 36 ha và dãy nhà phố liền kề, gần kề Vincom Megamall, trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam. Hai mặt giáp sông Đồng Nai và sông Tắc. The August One được bao quanh bởi hai con sông lớn, tạo nên một không gian sống phong thủy và độc đáo, mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho cộng đồng cư dân. Hơn nữa, đặc điểm độc đáo của The August One là việc hướng trực diện các tòa nhà vào đại công viên 36 ha của khu đô thị Vinhomes Grand Park. Điều này mang lại cho cư dân tầm nhìn triệu đô, hưởng thụ vẻ đẹp của 15 công viên chủ đề độc đáo như công viên ánh sáng, công viên dã ngoại, công viên gym và nhiều tiện ích khác. August One kết nối thuận tiện. The August One hưởng lợi từ việc có nhiều tuyến đường huyết mạch xung quanh, tạo nên mạng lưới giao thông liên kết mạnh mẽ. Điều này giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến các địa điểm khác trong thành phố, bao gồm tiếp cận nhanh chóng cao tốc Long Thành, Dầu Dây, di chuyển đến sân bay Long Thành và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Vũng Tàu. 5 phút lái xe đến khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, 8 phút lái xe tới bến xe miền Đông mới, có mặt tại khu du lịch Suối Tiên và sân golf, giải chiếc trong 10 đến 15 phút. Di chuyển đến quận 1, quận 2 chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút. Nhờ vào khả năng kết nối thuận tiện này, cư dân The August One có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong việc di chuyển, tận hưởng cuộc sống hiện đại và tiện ích xung quanh một cách dễ dàng. Tiềm năng tăng giá của August One. Vị trí của The August One tại quận 9, một khu vực được dự kiến sẽ sáp nhập vào thành phố Thủ Đức trong tương lai, là một lợi thế lớn. Với đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, quận 9 dự kiến sẽ trở thành một trong những vùng trọng điểm phía Nam, giúp thị trường bất động sản nơi đây trở nên sôi động hơn. Sự hình thành của tuyến giao thông giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai cũng đóng góp vào việc thúc đẩy giá trị của The August One. Kết nối nhanh chóng với các khu vực khác trong thành phố và cả ngoại ô sẽ làm tăng tính hấp dẫn của dự án. Ngoài ra, vị trí trung tâm của The August One giữa ba trọng điểm sáng tạo là khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia và trung tâm công nghệ sinh thái sẽ tạo ra một môi trường sống văn minh, tri thức, thuận lợi cho các chuyên gia, giáo viên và những người làm việc tại đây. Điều này cũng là một yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị của The August One trên thị trường bất động sản. Tiện ích căn hộ The August One Vinhomes Grand Park. The August One tọa lạc tại trung tâm Vinhomes Grand Park, mang đến cho cư dân một chuỗi tiện ích đa dạng, đẳng cấp và độc đáo, bao gồm hồ bơi nước mặn. The August One tự hào sở hữu hồ bơi nước mặn, đưa đến trải nghiệm độc đáo và thư giãn cho cư dân. Đây là điểm nhấn độc quyền trong Vinhomes Grand Park. Phòng video game độc đáo, dành riêng cho những cư dân đam mê game. Phòng video game trong nhà là nơi giải trí lý tưởng để thư giãn và tận hưởng những giây phút giải trí thoải mái. Công viên ánh sáng nghệ thuật với các cây ánh sáng làm điểm nhấn. Công viên này tạo nên một không gian lung linh, rực rỡ và huyền ảo, mang lại trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là cho các cặp đôi. Công viên trung tâm 36 ha với quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Công viên trung tâm rộng 36 ha mở ra không gian sinh thái xanh trong lành, tạo điểm nhấn thiên nhiên và không gian thư giãn cho cư dân. Công viên dưỡng sinh, nơi dành cho cư dân lớn tuổi. Công viên dưỡng sinh là nơi thả bộ, gặp gỡ và trò chuyện với bạn đồng niên, tạo ra môi trường sống chăm sóc và giao lưu. Công viên BBQ, khu vực BBQ là điểm hẹn cuối tuần cho gia đình, nơi cư dân có thể tận hưởng không khí ấm cúng và nấu ăn ngoài trời. Khu chèo thuyền Kazakh, cho những người yêu thích hoạt động ngoại ô. Khu chèo thuyền Kazakh mang đến trải nghiệm giải trí và khám phá sự mới mẻ trên mặt nước. Công viên golf mini, khu vực này là nơi tận hưởng niềm đam mê golf, giúp cư dân thư giãn và rèn kỹ năng chơi golf. The August One cam kết mang đến cuộc sống tiện nghi và phong cách, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cư dân. Mặt bằng dự án The August One Vinhomes Grand Park được xác định là phân khu cao tầng hiện đại và đẳng cấp nhất trong khu đô thị Vinhomes Grand Park. Phân khu The August One được quy hoạch một cách tỉ mỉ và đẳng cấp bởi đội ngũ thiết kế danh tiếng. Phân khu The August One có quy mô rộng lớn, mật độ xây dựng thấp, với phần lớn không gian được bao phủ bởi cây xanh, tạo nên một hệ sinh thái xanh mát, yên bình. The August One trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng giữa trung tâm đô thị sôi động. Mỗi tiểu khu đều có những đặc điểm riêng biệt.
tiểu phân khu 1 Oakwood One xây dựng gần trung tâm thương mại Vincom, bao gồm 4 tòa căn hộ. Tiểu phân khu 2 Tel Resort nằm đối diện với tiểu phân khu 1, gồm 6 tòa tháp cao tầng. Hai tiểu phân khu được ngăn cách bởi hệ thống đường nội khu. Tất cả các tòa tháp tại phân khu The Oakwood One đều được trang bị kính chạm sàn, tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng, đúng chuẩn quốc tế. Thiết kế căn hộ Oakwood One. Các căn hộ tại The Oakwood One được thiết kế với diện tích linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cư dân. Căn hộ Studio, diện tích từ 30.9 đến 38.9 m2, thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên với lô ra thoáng mát. Căn hộ một phòng ngủ, diện tích từ 48.6 đến 49 m2, bao gồm không gian cộng một đa năng. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích đa dạng với 2 mô hình, 2 phòng ngủ, 2 WC và 2 phòng ngủ cộng 1, tận dụng tối đa không gian. Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích lớn, được ưu tiên bố trí tại các vị trí góc, tận hưởng góc view đẹp. Mặt bằng Shop House Oakwood One, hệ thống Shop House tại The Oakwood One được bố trí tại chân đế của mỗi tòa căn hộ. Diện tích dao động từ 25.6 đến 100.4 m2, giúp phục vụ tốt nhu cầu kinh doanh và sinh sống của cư dân. Những mặt bằng chi tiết này thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong quy hoạch của The Oakwood One, đảm bảo cư dân tận hưởng không gian sống tiện nghi và đẳng cấp.